Chào mừng tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở tỉnh Bình Phước á. Đây là một cái tỉnh trước đây khi mọi người mình hay nghĩ tới Bình Phước là có rất là nhiều vườn rừng cao su, thì đúng thực sự hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái vườn trồng cao su. Đây là một cái loại thế mạnh của tỉnh, một loại cây công nghiệp. Tuy nhiên thì hiện tại tỉnh cũng có phát triển rất là mạnh về lĩnh vực công nghiệp. Lĩnh vực mình muốn nói đến là lĩnh vực đầu tư vào các cái khu công nghiệp, ví dụ như là khu công nghiệp Bắc Đồng Phú nè, rồi khu công nghiệp Nam Đồng Phú, khu công nghiệp Minh Hưng 1, 2 rất nhiều. Chính vì vậy cho nên cái lượng dân cư ở tỉnh thu hút về sản xuất công nghiệp rất là đông. Vì thế tỉnh Bình Phước cũng có rất là nhiều cái ngôi chùa có quy mô lớn, khá lớn, và là một cái địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, thu hút rất là nhiều lượng Phật tử và đáp ứng cho cái lực lượng lao động những cái Phật tử tại địa phương á, mọi người. Ngôi chùa mình đang muốn nói đến đó là chùa Phật Quốc Vạn Thành. Đây là một cái ngôi chùa có quy mô lớn nhất tỉnh Bình Phước, đang có sở hữu một cái tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 73 mét, tôn tượng trong tư thế ngồi cao nhất Đông Nam Á mọi người ạ. Hôm nay mình đến viếng chùa và quay lại cảnh quan của chùa Phật Quốc Vạn Thành để chia sẻ cùng tất cả mọi người luôn ha. Hy vọng tất cả mọi người cùng đồng hành với mình bằng cách bấm like hoặc chia sẻ video để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Cảm ơn cả nhà. Let's go. Đây là tôn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế ngồi trên tòa sen được sơn trắng, thì được đặt trên một cái tòa nhà chánh điện luôn mọi người. Phía trên là tôn tượng, còn phía dưới là khu vực tòa nhà chánh điện luôn ha. Thì tòa nhà chánh điện thì mình thấy có nhiều câu đối chữ hoa ở phía trước nè. Khu vực tòa nhà chánh điện thì mình quan sát thấy thì có rất là nhiều vị hộ pháp ha. Hiện tại thì mình thấy là hai vị hộ pháp hai bên được sơn vàng. Wow, có nhiều cái chim én luôn mọi người, tại vì xung quanh ở đây mình thấy có rừng cao su nè, rồi có nhiều cái nhà nuôi yến á, cho nên hiện tại khu vực tòa nhà chánh điện mình thấy yến bay rất là nhiều luôn á. Những cái đầu cột của những cái cột lớn trước cửa tòa nhà chánh điện nè mọi người, thì những đầu cột thì mình thấy úp những cái lớp của lá của hoa sen ha mọi người ha. Làm cho khu vực này vô cùng trang nghiêm và nổi bật cái kiến trúc chùa chiền của Việt Nam mình, phải không mọi người? Thì khu vực khuôn viên nơi có tôn tượng Đức Phật Ca Mâu Ni trong tư thế ngồi cao 73 mét hả mọi người. Thì phía dưới là tòa nhà chánh điện như lúc nãy mình có chia sẻ đó, thì khu vực này có diện tích khoảng 8.100 m² ha mọi người, diện tích cũng rất là lớn ha mọi người ha. Bên trái của lối dẫn vào khu vực tòa nhà chánh điện thì mình thấy có tôn tượng của hai vị thần Kim Cang, hai vị thần Kim Cang hộ pháp cho khu vực tòa nhà chánh điện ha mọi người. Bên tay phải của mình là cũng hình tượng của một vị Kim Cang được sơn vàng khá cao lớn luôn ha mọi người. Chùa Phật Quốc Vạn Thành được khởi công từ những năm 2017 ha mọi người. Hiện tại thì cũng đang trong quá trình trùng tu và xây dựng mới rất là nhiều hạng mục công trình. Mình được biết là có đến 21 cái hạng mục công trình lớn và tiêu biểu. Thì mỗi một cái hạng mục công trình thì có diện tích khoảng 3.000 m² mọi người ha. Thì chùa Phật Quốc Vạn Thành có trụ trì là Thượng tọa Thích Nguyên Hiếu ha mọi người. Khuôn viên bên ngoài của khu vực tòa nhà chánh điện, khu vực này là khu vực chánh điện thì nằm phía bên dưới của tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong tư thế ngồi nè mọi người. Rất rộng lớn luôn ha. Tại vì nơi này có diện tích khoảng 8.100 m² luôn á, rất rộng lớn luôn. Khu vực chánh điện thì mình thấy có 3 lối dẫn vào, thì những cánh cửa được điêu khắc tỉ mỉ, rất là công phu, những cánh cửa được làm bằng gỗ mọi người ha, rất đẹp và rất tôn nghiêm ha. Bây giờ mình xin kính mời tất cả mọi người cùng theo chân mình vào khu vực tòa nhà chánh điện để cúng viếng Phật
Sân nhân tiện thì mình cũng nói trước là sẽ quay lại hình ảnh để chia sẻ cùng mọi người luôn ha. Wow, khu vực chánh điện vô cùng trang nghiêm, rất mới và rất đẹp luôn ha mọi người. Đây là lối kiến trúc bên trên nè mọi người, thì mình thấy có nhiều cái đèn kiểu ha. Cái đèn kiểu và mỗi đầu cột thì là hình tượng của những cái đóa hoa sen tươi thắm. Rất đẹp và rất mới phải không tất cả mọi người? Lối dẫn hai bên đến với tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có nhiều cái trụ, những cái trụ đèn vàng như thế này nè mọi người. Rất đẹp, rất mới luôn nè. Hai bên lối dẫn vô thì khu vực tòa nhà chánh điện vô cùng rộng lớn cũng như là rất tôn nghiêm ha mọi người. Trước mắt màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người đó là đây là khu vực tòa nhà chánh điện, thì mình thấy chính điện thì có tôn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bên phải và bên trái là Đức Quán Thâm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, và khu vực bên phải và bên trái của hai vị Bồ Tát là Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát ha mọi người. Do khu vực này khá lớn, màn hình của mình không đủ để quay để cho tất cả mọi người dễ hình dung á, thì mình sẽ tiến lại gần để quay hình ảnh chi tiết cụ thể để chia sẻ cùng tất cả mọi người luôn ha. Đây là tôn tượng của Đức Như Lai Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á mọi người. Tôn tiện tượng được sơn vàng, rất đẹp luôn ha, và rất tôn nghiêm. Tôn tượng này cao khoảng 3 mét mọi người ha, do mình đứng cái khoảng cách xa cho nên mình quay thì mọi người thấy nó nhỏ, thấy tôn tượng là nhỏ, tuy nhiên khi lại gần và thực tế rất lớn luôn á mọi người ơi. Cao hơn 3 mét mọi người, chắc khoảng 5 mét mọi người ơi. Còn khu vực bên trái mình thấy có tôn tượng của Đức Mẹ Quán Thâm Bồ Tát nè mọi người. Tôn tượng cũng được sơn vàng rất đẹp ha, rất tôn kính nè. Wow, rất đẹp luôn. Hy vọng với những hình ảnh mình chia sẻ thì cũng sẽ giúp cho mọi người có thêm hình ảnh thông tin về ngôi chùa Phật Quốc Vạn Thành, một ngôi chùa lớn nhất tỉnh Bình Phước. Hiện nay với tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong tư thế ngồi cao 73 m, đạt kỷ lục Đông Nam Á luôn ha mọi người ạ. Còn đây là tôn tượng của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ha mọi người ha. Tôn tượng cũng được sơn vàng. Nằm cạnh tôn tượng của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là hình tượng của Văn Thù Bồ Tát mọi người ạ. Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử ha mọi người. Còn tôn tượng của phía bên vị trí của Đức Mẹ Quán Thâm Bồ Tát đó là tôn tượng của Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Tôn tượng Đức Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi mọi người ạ, rất đẹp luôn. Nếu mọi người chú ý thì trên vách của những cái vị trí đặt tôn tượng của khu vực này, tòa nhà chánh điện này mọi người, có nhiều cái hình tượng Bát Nhã với lại hình tượng Phật nè mọi người. Và phía bên trên đỉnh thì là những cái hình của những cái đóa hoa sen, hình ảnh của những đóa hoa sen tươi thắm đó mọi người ha.
Ở góc này thì mình thấy là có một cái tháp chuông. Tháp chuông thì làm bằng đồng. Trên thân của tháp chuông này mọi người mình thấy có nhiều cái hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha mọi người. Rất nhiều luôn á. Còn đây là trống của khu vực tòa nhà chánh điện nè mọi người ạ. Tức là khi bước vào cửa của khu vực tòa nhà chánh điện thì bên trái là tháp trống, bên phải là tháp chuông ha. Như vậy là mình đã tham quan và cúng viếng Phật ở khu vực tòa nhà chánh điện xong rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài những khu vực khác của chùa Phật Quốc Vạn Thành của thị xã Bình Long của tỉnh Bình Phước mọi người ha, để tham quan thêm và mình sẽ ghi hình ở những khu vực mới thêm ha mọi người ha. Thì khu vực tòa nhà chánh điện và tôn tượng của Đức Địa Tạng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì hướng ra một cái hồ. Một cái hồ thì hai bên là rừng cao su nè mọi người. Mọi người có thể thấy đúng không? Làm cho cảnh vật ở đây vô cùng mát mẻ và thanh tịnh ha mọi người ha. Bên cánh phải và trái của khu vực tòa nhà chánh điện á mọi người thì có cầu thang lối dẫn để tất cả mọi người cũng như là Phật tử lên tầng trên nơi có tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong tư thế ngồi cao 73 mét á mọi người. Đây là lối dẫn lên nè. Mình đang đứng ở vị trí là mình lên tên trên trần tên nơi có tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi á mọi người, tôn tượng rất đẹp nè.
Rất cao luôn ha mọi người ha. Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong tư thế ngồi trên đài sen này mọi người, thì nguyên cái tôn tượng của ngài không là cao 49,5 m, còn từ mặt đất lên tới trên đỉnh thì là tổng thể là 73 m đó mọi người, quá hùng vĩ mọi người ha. Thì xung quanh của tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình thấy có bốn vị hộ pháp mọi người ạ. Làm cho khu vực này vô cùng trang nghiêm hết mọi người ha. Mình khi đến với chùa Phật Quốc Vạn Thành á thì vừa có một cái cơn mưa bất chợt mọi người. Mặc dù trời thì ít mây á, tuy nhiên mưa là cứ vẫn cứ đổ xuống. Người ta hay nói rằng là đi chùa mà gặp mưa là hên phải không mọi người. Hy vọng mình cũng gặp cái điều hên đó và gặp nhiều may mắn để cùng chia sẻ đến tất cả mọi người luôn ha. Ở phía bên dưới của chân đế của tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình thấy có cái bảng là công ty cổ phần Vĩnh Cửu mọi người. Thì rất là vinh dự là đơn vị để chế tác, điêu khắc và thi công phần mỹ thuật cho bức tượng Phật này mọi người. Rất đẹp và rất hùng vĩ luôn á, quá cao lớn luôn. Phía sau của khu vực tòa nhà chánh điện nơi có tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á mọi người, mình thấy còn nhiều cái công trình rất là dở dang ha, với nhiều công trình tòa nhà nè. Rồi phía xa xa đó mình thấy có hình như là cái tôn tượng của Đức Phật Di Lặc đó mọi người, đang xây dựng còn dở dang. Cho nên nếu mà khi mà chùa Phật Quốc Vạn Thành này mà hoàn thành xong á, mình nghĩ đây là một cái ngôi chùa cực kỳ lớn luôn á mọi người, nếu không nói là lớn của khu vực này luôn á mọi người, chứ không chỉ riêng về tỉnh Bình Phước đâu mọi người. Rất lớn luôn ha, nhiều công trình dở dang luôn. Ở vị trí phía sau của khu vực tòa nhà chánh điện mọi người có rất là nhiều công trình và hạng mục mới đã và đang triển khai nè mọi người. Ví dụ như đây mình thấy có hai cái tòa tháp nè ha. Rồi chính giữa là mọi người thấy có một cái tôn tượng mà mình thấy ở đây, cái tôn tượng này chắc Đức Phật Di Lặc á mọi người. Để mình tiến lại gần như thế nào ha mọi người ha. Nói chung là Bình Phước thì hôm nay sau khi cơn mưa nhẹ thì trời rất là nắng hạt luôn, rất là nắng luôn á mọi người ơi. Cho nên khi đến viếng chùa mọi người nhớ chú ý tư trang ha, cho phù hợp nha. Cái tòa tháp mà bên trái màn ảnh của mọi người lúc nãy mình quay á, thì tòa tháp này mang tên là Liên Hoa Xanh Bảo Điện mọi người ha. Thì hiện tại đóng cửa cho nên mình không có vào bên trong được á. Còn bên tay trái thì cái tòa tháp rất là đẹp và mới này á, thì mình thấy là bảo điện của ngài Thánh Tăng Sivali mọi người ạ. Rất đẹp luôn nè. Thời tiết ở đây khá nắng mọi người ơi, sau cơn mưa nhỏ thì trời nắng rất là gắt luôn á. Thì mình cũng muốn là quay những hình ảnh thực tế để chia sẻ, ví dụ như là chùa những cái khu vực nào hoàn thành và những khu vực nào chưa hoàn thành, ví dụ như những khu vực
nơi có tôn tượng Đức Phật Di Lặc này mọi người, thì chưa hoàn thành ha mọi người ha. Thì nếu có thời gian và đủ duyên thì mọi người đến với chùa để cùng chiêm bái Phật và tham quan những cái công trình tuyệt tác vô cùng vĩ đại tại chùa ngôi chùa này ha mọi người ha. Ở phía trên đây mình thấy đang chuẩn bị làm cái công trình tượng Phật lớn á mọi người, tượng Phật Đức Phật Di Lặc lớn ở phía trên. Còn phía bên dưới của cái tòa nhà này mình thấy có hai tôn tượng Đức Phật Di Lặc này mọi người. Tôn tượng trắng, tôn tượng được làm từ đá hoa cương màu trắng, và bên trong mình thấy có một cái tôn tượng là Đức Phật Di Lặc á mọi người, là được sơn màu vàng đồng bên trong mọi người ạ. Công trình này thì mình thấy là phía bên dưới là một cái hồ, thì mình nghĩ rằng là sau khi hoàn thành thì khu vực này vô cùng trang nghiêm và vô cùng đẹp luôn ha mọi người ha. Chùa Phật Quốc Vạn Thành á mọi người, theo mình được tìm hiểu được biết thì có khoảng hơn 24 cái hạng mục công trình, thì mỗi một cái hạng mục công trình với diện tích khoảng 3.000 m², cho nên rất là lớn luôn mọi người. Phía dãy cuối cùng mình thấy có một cái dãy núi giả rất là cao ha mọi người, thì có tôn tượng Đức Mẹ Quán Thâm Bồ Tát cao khoảng 12 m ha. Tôn tượng này cũng đang trong quá trình hoàn thiện mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến lại gần để chia sẻ hình ảnh mọi người luôn ha. Đây là vị trí có tôn tượng của Đức Mẹ Quán Thâm Bồ Tát này mọi người, cao khoảng 12 m ha. Thì đây là vị trí cuối của chùa Phật Quốc Vạn Thành này mọi người. Thì tôn tượng này cũng khá lớn, rất đẹp nè. Khuôn viên đang xây dựng á mọi người, mình thấy có đang cẩn một cái con rồng. Con rồng này là cẩn chạy xung quanh cái hòn Non Bộ, hòn Núi Giả nè mọi người. Những khu vực này thì cũng đang trong quá trình hoàn thiện thôi mọi người, cho nên nắng nóng nè. Rồi các anh công trình thì đang xây dựng rất là tất bật luôn. Thì hy vọng trong thời gian tới, sau khi mà hoàn thành thì chùa Phật Quốc Vạn Thành của tỉnh Bình Phước là một trong cái điểm đến du lịch tâm linh vô cùng nổi tiếng của cả Việt Nam mình nói riêng, và của thế giới, bạn bè thế giới, những người Việt khắp nơi trên thế giới đều biết. Và khi có mọi dịp về quê thì đến cũng chính tại chùa Phật Quốc Vạn Thành của tỉnh Bình Phước mọi người ha. Đến đây video clip của mình đã kết thúc rồi. Mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video clip gần đây nhất ha mọi người ha.